nhà mình Tránh thay mãi mến chào quý anh chị. Hôm nay vẫn như hàng ngày em sẽ đi review những mẫu nhà mới giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình. Thì hiện tại em đang có mặt ở trong một cái căn nhà bán với một giá cực kỳ là rẻ luôn mà đã có thâu hồng rồi nha quý anh chị. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay của mình, một trệt một lầu, hai nhà vệ sinh, hai không gian phòng ngủ, được bán với một mức giá tổng chỉ đúng 750 triệu thôi, đã có sổ rồi nha quý anh chị. Hãy cùng em đồng hành hết cái video ngày hôm nay nha. Cái căn nhà của mình là nhà hướng nam nha quý anh chị, được tọa lạc là sát quốc lộ 50 ngay ngã ba Tân Kim. Mình đi di chuyển vào trong căn nhà mình đâu đó tầm khoảng 200m thôi nha anh chị. Hướng này đi thẳng ra là ra ngay quốc lộ 50, gần ngã ba Tân Kim luôn đó. Thì đường dẫn vào nhà của mình là đường bê tông rộng đâu đó tầm khoảng 3m đó. Xe thuận tiện nhất là mình xe ba gác thì mình vào được nha quý anh chị. Còn xe hơi thì đi ra ngoài đó khoảng 100m thôi, cách đường sơ khoảng 100m nha quý anh chị đó. Căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng đông nam. Anh chị nào đang tìm nhà hướng đông nam thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo của em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình nha. Ở đây thì nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc và sầm phức rồi. Quý anh chị mình về đây ở không sợ buồn đâu, mình đi chợ, trường học cấp 1, cấp 2, Thế Giới Di Động rồi, mình đi trong vòng bán kính khoảng 500m thôi là anh chị mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay á, mình di chuyển về các quận huyện như quận 7, quận 8, quận 5, quận 6 rồi, mình đi trong vòng khoảng là hơn 20 phút thôi nha quý anh chị. Tại căn nhà của mình đã gần với bến xe quận 8, từ đây mà tới bến xe quận 8 luôn, mình đi đâu đó tầm khoảng 8 đến 10 cây số thôi đó, rất là tiện nha quý anh chị. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay sẽ được tặng full nội thất luôn, và căn nhà của mình đặt mới đâu đó hết 99% rồi. Sẽ trước khi vào trong nhà, bên đơn vị chủ nhà sẽ làm cho anh chị mình một cái mái che rồi, che nắng che mưa rồi nha anh chị. Kế tiếp để sẽ cho mình là một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha. Và mình di chuyển vào không gian phòng khách á, thì bên đơn vị chủ nhà sẽ tặng cho quý anh chị mình một bộ salon ngay không gian phòng khách luôn đó. Có những cái bình bông, đi những cái bình bông nè, rất là xinh nha quý anh chị. Tường thì đi những nhắn nhá cho anh chị mình những bức tranh 3D cực kỳ là đẹp luôn. Hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ luôn. Ở chính giữa sẽ trang trí cho anh chị mình một cái bóng đèn chùm nên rất là đẹp nha quý anh chị. Gạch tường thì cũng dán lên tặng lên cao rồi đó, rất là sạch sẽ cho cô chú anh chị mình luôn. Không gian phòng khách rộng rãi thông thoáng vô cùng. Và mình di chuyển kế tiếp nữa sẽ cho anh chị mình là một cái không gian nhà vệ sinh được thiết kế ở dưới chân cầu thang, giúp tiết kiệm không gian cho căn nhà mình rất là nhiều. Trong không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ tiện nghi cho cô chú anh chị mình sinh hoạt hết rồi. Và đây sẽ là không gian phòng bếp cho chị mình rộng rãi thông thoáng, sẽ có hệ thống cửa sổ để anh chị mình có thể lấy gió trời. Trần thạch cao nguyên khối nha quý anh chị. Có lắp đặt sẵn cho chị mình hệ thống tủ trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, mặt đá hoa cương, bồn inox 304 dày dặn và chắc chắn luôn. Rộng rãi này, sạch sẽ luôn quý anh chị. Ở đây thì có nước ra ấm vô để anh chị mình có thể lắp đặt máy giặt luôn, rất là tiện nha. Một cái căn nhà đã có sổ hồng rồi mà bán với mức giá chỉ có 750 triệu thôi, tìm đâu ra. Với pháp lý nhà là đồng sở hữu nhà quý anh chị, mỗi người giữ một cuốn sổ con riêng biệt cho anh chị mình luôn. Với hướng nhà hướng đông nam, anh chị nào muốn đi xem nhà thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em. Đừng nên bỏ qua cái mẫu nhà giá rẻ ngày hôm nay nha quý anh chị. Và giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây sẽ là tầng trên, thiết kế cho anh chị mình là hai phòng ngủ và một cái không gian nhà vệ sinh. Phòng trên đây cũng khá là rộng rãi nha chị, rất là rộng rãi luôn. Căn nhà này thì em thấy rất thích hợp với gia đình nào có thành viên từ 2 đến 4 người mình sinh sống nha. Có hệ thống cửa sổ để chị mình lấy gió trời cực kỳ là mát mẻ luôn đó. Và kế tiếp sẽ là không gian nhà vệ sinh cho anh chị mình sinh hoạt chung hàng ngày nha. Trong đó thì cũng đầy đủ tiện nghi cho quý chị mình sinh hoạt rồi. Đây là phòng thứ hai rộng rãi, phòng này sẽ có không gian cửa sổ và một cái ban công phía trước nhà luôn nha anh chị. Một cái căn nhà gần trung tâm, gần quận 8 nha, sát quốc lộ 50. Thì mình đi về các quận huyện thì cũng rất là tiện luôn, đi trong vòng khoảng hơn 20 phút thôi đó. Như quý anh chị mình có thể quan sát sơ trên màn hình, ở đây là nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc và sầm phức rồi đó. Và giờ anh mời quý anh chị mình cùng em di chuyển tiến về không gian tầng dưới, em sẽ nói là giá và vị trí nha. Cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái đường đi và không gian trong căn nhà rồi. Thì với diện tích ngôi nhà của mình là nha 4m chạy sâu vào sẽ là toàn 9m nha anh chị. Và được xây dựng là một trệt một lầu, nó có hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh, và được tặng full nội thất cơ bản để phục vụ đến anh chị mình. Căn nhà của mình được bán với một mức giá tổng luôn chỉ đúng 750 triệu thôi, vẫn còn bất lập cho cô chú anh chị mình nha. Hướng nhà là hướng đông nam đó. Với pháp lý nhà đồng sở hữu đã có sổ hồng rồi, mỗi người giữ một cuốn sổ con rất là an tâm. Căn nhà của mình được tọa lạc là sát quốc lộ 50 ngay ngã ba Tân Kim nha. Từ đây mình đi ra quốc lộ 50 á thì đi đâu đó tầm khoảng 400m thôi là mình đã ra tới quốc lộ 50 rồi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng. Căn nhà của mình còn mới đạt đâu đó hết 99% rồi nhà quý anh chị.
quý anh chị mình mua về chỉ việc dọn đồ và ở thôi. Căn này thì bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng 750 triệu thôi, vẫn còn bất lộc nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào, hẹn gặp quý anh chị mình.